Xin chào anh em đã quay trở lại với cả chương trình của Hacom. Mình là Hoàng và hôm nay sẽ là Q&A số thứ 44 anh em ạ. Q&A là chương trình mà mình đẻ ra để không phải là mình tạo ra mà là kiểu là một cái chương trình nhằm cái mục đích để trả lời anh em về các câu hỏi liên quan tới công nghệ như là về máy tính, laptop, PC, CPU, RAM, mainboard, VGA, vân vân và vân vân, rất nhiều thứ liên quan tới công nghệ. Và hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nhé. Thì câu hỏi đầu tiên bạn đang hỏi trong cái video là Nvidia đang lừa gà với cả RTX 4070 Ti. Thì bạn hỏi là nói thẳng vậy không sợ hãng không tài trợ. Thì cái câu trả lời của mình nhá là mình đang muốn làm một việc đó chính là tạo niềm tin ở anh em. Mình đang muốn đó chính là đưa những thông tin chuẩn, đưa những thông tin chính xác, đưa những thông tin có ích, đưa những thông tin mà khiến cho anh em cảm thấy là à, mình lựa chọn như này là đúng và mình lựa chọn như này là sai, hay là à, mình nên lựa chọn như này, mình nên lựa chọn như kia, để từ đó mà anh em có thể tin tưởng vào mình và nói riêng và Hacom nói chung để có thể đến Hacom dễ dàng hơn. Bây giờ thay vì là cứ lùa gà, mọi người không tin tưởng thì mọi người sẽ cảm giác như bị lừa khi mua đồ vậy, thì nghe chính xác chuẩn hơn đúng không? Đấy, đấy là cái câu hỏi của mình, à, câu trả lời của mình cho câu hỏi của bạn nhé. Với câu hỏi thứ hai đến từ bạn Hà Tân, hay là Hà Tân gì đấy, thì bạn hỏi là chiếc màn hình LG 27GQ50FB 27 inch bạn trải nghiệm như nào? Thì mình đã từng trải nghiệm nó trong cái video này bạn nhé. Đây, bạn có thể xem cái video đấy ở trên góc trên này. Thì trong video đó, cái màn này mình đánh giá là một chiếc màn VA có một màu tương đối là tốt, tần số quét khá là ổn nhưng hơi bị bóng mờ một chút do nó là tấm nền VA. Cái đấy thì là điểm yếu của nó rồi. Bạn có thể mua cho những em khác, ví dụ như là em mình quên sử mất tên rồi, nói chung là hai chiếc của Gigabyte 165Hz 144 này, hoặc là chiếc của AOC cũng có một cái tần số quét cao mà cái chất lượng hàng cũng khá là tốt, và LG cũng có một em đấy thì là 650 thì phải, gọi là 650 thì phải, mình nhớ như thế, và cũng khoảng tầm của chiếc này. Thì bạn có thể lựa chọn một trong ba những màn đấy nhá. Ok, tiếp theo câu hỏi thứ ba, bạn Phoi Lớp hỏi là bên B560 có lắp được với cả i9-10950, thì câu trả lời là nếu bên B560 của bạn có một cái VRM tốt, tức là một con B560 cao cấp ấy, thì chắc chắn là lắp được với cả i9-10900. Nhưng lưu ý rằng khi bạn lắp bên CPU đời 10 với cả bên đời 500 thì mình sẽ bị mất một khe PCIe ở trên cùng nhá. À không, mất khe M2 ở trên cùng nhá. Bởi vì là trong cái hướng dẫn sử dụng ấy là bất kỳ chiếc bên nào, một chiếc CPU đời 10 nào gắn với trả bên B500 ấy, hoặc là Z500 ấy, thì sẽ đều mất cái khe PCIe ở trên đấy, cái khe M2 PCIe ở trên đấy nhá. Cái đấy thì là cái vớ vẩn của Intel đấy anh em ạ. Tiếp theo, câu hỏi thứ tư của bạn Đạt Đoàn, bạn đã hỏi là bây giờ Mac chơi game ở Full HD thì mượn i5-13600K với cả 4060 Ti có ổn không? Câu đấy thì thực sự là không cần phải nghĩ rồi bạn ạ, cái combo của bạn quá là ổn với cả Full HD luôn. Nhiều khi bạn còn chạy được cả 2K nếu mà bạn muốn nữa, không vấn đề gì cả nhá. Một combo như vậy thì nhiều người mong ước đấy nhá. Ok, tiếp theo, câu hỏi thứ 5 của bạn. Ok. Bạn hỏi là xét về P/P thì 5600X giá 4 triệu còn 5500 giá 2.6 triệu. Bây giờ thì nên lựa chọn như nào? Bởi vì các màn hình của bạn ấy là 5600XT và sau này nâng lên 6700XT, chỉ chơi game căng nhất là PUBG PC trên 140fps. Thì câu trả lời của bạn, câu trả lời cho câu hỏi của bạn ấy thì là về hiệu năng làm việc ấy, hai em này khá là giống nhau. Nhưng khi mà chơi game thì chiếc 5500 ấy thua 5600X khoảng tầm 5600X khoảng tầm 16%. Đấy, nhưng mà giá em này thì lại thua, tức là thấp hơn tận 35%. Thế nên mình nghĩ rằng 5500 vẫn là một kèo tương đối là ngon bạn nhá. Bạn Quang Duy Trần coi thứ 6 hỏi là 2070 với 3060 thì em nào nhỉnh hơn? Thì câu trả lời đó là hai hiệu năng của em nói thì gọi là cộng trừ 10 của nhau, anh em hiểu không? Tức là nó ngang nhau đấy, nhưng mà tùy game thì cộng 10, tùy game thì cộng trừ 10. Nói chung là nó trong khoảng tầm đấy. Hai hiệu năng của em đó thì mình thấy là khá là ok về hiện tại để mà, nếu mà để chơi Full HD, còn nếu mà để chơi 2K thì hơi đối đối một chút. Đó. Câu hỏi cuối cùng đó chính là câu hỏi con của bạn con mèo, hoặc là con mèo gì đấy. Bạn hỏi là đang dùng 12400F gắn hai con SSD M2 Gen 4 thì và gắn cùng với cả 4070 thì có đủ PCIe cho con cạc chạy công suất không? Câu trả lời là có nhá, dư luôn. Bởi vì tất cả những cái main, tất cả những con CPU khi mà họ đã tính toán ấy, họ đã gọi là tính toán đủ ấy, thì mình nghĩ rằng là ok rồi. Tất nhiên là còn tùy vào main nữa. Ví dụ như bạn chạy con main H thì con main H nó
có vẻ như là không ổn lắm, nhưng mà cháu có mấy hát nào có tận hai cái khổng M2 cả. Còn với những em bên B của bạn ấy thì mình nghĩ rằng khi mà nhà sản xuất đã nói rằng PSI ở trên cùng 4 gen 4 x8, PSI ở dưới gen 4 x4, hay là PSI trên gen 4 x4, PSI dưới gen 4 x4, xong rồi PSI cạc là gen 4 x16, thì kiểu gì cái main nó cũng cung cấp đủ thôi. Nếu mà nó không cung cấp đủ ấy, nó sẽ mở ngoặc ra. Ví dụ chẳng như là nếu mà bạn gắn khe M2 ở trên cùng thì khe ở dưới sẽ bị giảm xuống nửa tốc độ, kiểu như vậy. Còn chứ sẽ không bị ảnh hưởng đâu nhá. Bạn đọc kỹ cái hướng sử dụng của mình để đảm bảo rằng có câu trả lời chuẩn nhất cho chính mình nha. Rồi, và đó là chương trình Q&A số thứ 44. Nếu mà anh em có những câu hỏi liên quan tới máy tính thì có để ở dưới, hãy để ngay ở dưới để mình có thể trả lời một cách nhanh chóng nhất nhá. Cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này, và hy vọng gặp lại anh em tại video sau.